công ty. Có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có mắt he rụng bự á, thì mình đi tập gym. Nếu anh hô á đã có nha sĩ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Tài sách nách màng ha. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ, anh ở Long Hưng, em ở Vĩnh Kim. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp, giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không. Thứ nhất là phải chung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh dạ. Kì công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu nói nghe. Chăm sóc thử ra chăm sóc coi. Cái cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó. Thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về. Vậy đó. Đưa đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Ta sao ra lãng nhắc đi. Thử coi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như cái em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn. Rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê để ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm thôi, ai cũng làm được hết chứ. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo với quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng nha, xong mà nó ủa sao tự nhiên mưa nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ có yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt 2 mí. 2 mí rưỡi luôn. Dạ vậy tốt. Đô là đô sao? Cao nhiêu? Dạ cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Dạ. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ. Còn nếu anh hô á thì anh đã có nha sĩ. Đúng luôn. Sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn dạ. Con nít. Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có 2 yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ là mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học cái gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với anh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nép vậy? Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với anh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ túm túm hai cái tay lại hoài vậy? Mình có tật xấu gì không? Gặp trúng người trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì nó bình thường em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang nói chung gì? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Còn định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mà hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1-2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định gì nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm, dạ 2 năm, còn làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn lúc em lố qua năm thứ hai cái bạn nói em không đủ uy tín. Công nhận ít nói ghê, thằng trai ít nói dễ sợ luôn em. Yeah. Mai phải làm khó lắm, không? Để em qua làm khó là đàn gái nè. Không nhưng mà anh dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em dạ. Muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào?
Em thích là giống như cũng bé bé xinh xinh dễ thương xíu, bé là một tiếp người phụ nữ của gia đình, nhưng hòa với công việc với gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi để anh quanh coi sao nha. Dạ, em thương anh. Trời em dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc chất phác. Đẹp trai, đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi, tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ, em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đi. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc thế không, nhà hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Dân làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nó chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi, thằng gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi. Em với Trang á thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính cách mầm của non Trang luôn dạ, đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang á là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền. Nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi. Nào. Banh banh hai cái tay ra. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường ạ. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ anh nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì vịn ghế chặt đâu mà chạy xe luôn. Vịn ghế cũng ngắt à. Nằm tĩnh lên, mạnh mẽ lên chứ. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Anh em hỏi đi em. Hỏi cảm nhận thấy em sao lần đầu tiên như thế nào? Hỏi đi ừ. Bạn nhìn không có bạn nào ở đây hết trơn á. Giờ anh em không? Tại vì cái từ này nói giờ em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói. 2, 3. Trời ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ, chắc có lẽ anh run thôi chị. Run thôi. Anh đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe không? Bây giờ. Bình thường vậy, em là thể thao mà. Là đứng lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ thôi hít đất đi chị, để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thì hết vậy. Trời, chị có hồi nào nói giỡn không trời? Hết đi. Anh không cứu em gì trơn. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng có đích lên trời. Thôi được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Hết đất gì như ngọn núi hết trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ. Trời, mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Thì em nói là bạn nữ thì là dễ thương. Những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau. Quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban đầu thôi. Rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó. Anh sẵn sàng thao thức vì em, ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu.
Cái này không đúng đâu anh ơi, tao thức buổi sáng thì lấy ra ai đi làm. Em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được. Thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì vậy? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng cùng quê, ở cái bên nhau, nói cách nói chuyện nó cũng tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dại thông cảm, nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây bây giờ anh xuống gì đâu có làm, nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng là chất phác. Dạ. Thích đó thì tốt hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình động lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ, tại vì em cảm thấy là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ là khi mình lên đây á, là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm. Từ đó tới giờ chả quen ai. Cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn bé cũ một tí xíu. Cái gì vậy trời? Ai, tiếc quá nhờ. Có lẽ họ chưa cùng nhịp đập trái tim với nhau. Hèn chi ép hoài không chịu nói. Hồi lúc đầu bạn trai có nói một câu là nếu mà gặp đối tượng thì em nói rất là nhiều. Nhưng nếu không trúng đối tượng thì em không có nói. Vì bạn ấy rất thật. Chúng tôi tôn trọng những sự thật đó quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hàm à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Thường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7. Quê của em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thừa lùi, đang thừa đầu tới chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vui vơ, rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi, ủa sao vậy? Hồi đi học thì cũng có một vài bạn theo, nhưng hồi đó cứ nghĩ là học đã, học xong rồi tính. Tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ, không có nam. Tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm cái gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy, chưa có. Vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm và đã chia tay được hơn một năm. Bây giờ em tập trung cho công việc thôi. Sâu đậm là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm. Nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen mặt khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa. Tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên 1m7. Về tính cách thì em nghĩ là mẫu người của gia đình đó chị.
biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm cũng hơi ước ác lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc chỉnh, hoặc là những quán cà phê, hay là những nhà hàng lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng vào mong muốn của bạn gái bên kia, là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, người... đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn. Mình phải làm gì để mới lãng mạn? Dạ. Nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ? Em có thế mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em có rất là trung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào, rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán. Nói chung người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích một người quá sensual, trang điểm đậm. Em thích một người trung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh? Mẹ em rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. Anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc em ở riêng hay em ở chung, mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái bệnh lo nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua bức rèm á là tưởng đâu ảnh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nếu mà qua nghe để biết là có phải vậy không, là tao cho cái chất giọng. Dạ nó hơi rè rè một tí xíu chị ạ. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn, hay đang thất tình gì đó, thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi vô duyên một tí xíu. Vậy nhưng mà nhây mà là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok. Ví dụ trong 5-6. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì vậy trời? Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, em nghĩ cái điều nè. Nói ra nếu vậy như là khó. Em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp cái người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á. Cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi, chứ em không có áp đặt. Em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bằng cái cũ em chi. Cái câu vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ em, cái quan điểm đó đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi, coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng bản nhau. Ít xuất okay. Thôi không? Đơn giản, dạ, cả đơn ngàn, cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi vì cái câu anh vừa mới nói ra đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Em nghe mà em hơi buồn là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. Chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì nhỉ? Cho cô vui, tại cô nói là cô nghe vậy cô hơi buồn. Đúng, anh nghe cũng buồn. Nhưng mà có lẽ rằng đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất trung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vấn mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Anh này thì cũng dễ thương ha. Cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em. Ủa. Hai cô em gái và bạn của mẹ em. Mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong tường quay. Con chào cô ạ. Chào con. Cô nãy giờ cô thấy sự việc diễn ra, cô cũng muốn nói cái gì với con cô? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói cũng như nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu là do hai con. Dạ. Yeah. Em gái hả? Em cảm nhận anh mình nói thế nào? Dạ em con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào. Dạ thì
Chào con. Dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng mà giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ, em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á. Hôm nay em có đi chung với ai không? Em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này là cũng nhờ sếp, mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Trời, mẹ với mẹ của sếp, dạ. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì họ cũng cũng buồn, bất mãn thiệt. Nhưng mà thử thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn được, có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân kia nó. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy. Dạ, yeah. Kéo màn. Mời em. Chào em, anh có thấy quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng. Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu, tại từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á, thì có hay ra biển chơi không em? Cũng ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi, chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất, với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Từ vì lúc nãy nghe nói chuyện á thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em ạ. Tại vì thứ nhất anh không còn níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối. Thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh. Thì mình có thể hai ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em. Tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4 giờ 30. Em làm ở Tinh Bình à? Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Về ngoài thì em rất là ổn. Và anh cũng thật sự gửi lời cảm ơn ban tiêu chuẩn chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lên đầu gặp thì ngoại hình quan trọng. Nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh. Thì anh thấy như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm. Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái bạn nói gì đi. Dạ cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc cho tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không, con gái này, nói gì với cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Còn em nói gì với cô không? Dạ đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói gì. Cảm ơn cô đã sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax.
Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường ạ. Cảm ơn mình. Rồi, hãy nắm tay bạn ấy. Hai bạn nắm tay chặt vào nhé. Đi ra phía trước, cả đường đường chính chính mà đi nhé. Hãy hướng về chuyện mới bạn nhé. Đi đâu vô đó. Tất nhiên là phải thích người hiện tại chứ. Nếu là của mình á thì chắc chắn là của mình, còn không phải thì có sao cũng không giữ được. Đấy cũng là một cái câu mà như là dân gian truyền nhau từ trước đến giờ. Và bây giờ thì Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi. Hy vọng ngày hôm nay bà Mai sẽ rất là mát tay nha. Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Cảm giác bây giờ của mình như thế nào? Em rất rung ạ. Rung hả? Chưa ai làm gì để rung cả. Bình tĩnh lên, tỉnh táo lên nha. Vâng. Mình sẽ ra đưa bạn gái của em vào ha. Rồi, em gái ơi, chúng ta vào trong thôi. Mời em. Rồi, đánh ghế rồi bạn. Ngồi xuống. Xin mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra. Đây, chị hỗ trợ cho. Có gì chỉnh không? Rồi, bây giờ thì hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho đối phương. Xin chào chị Cát Tường, chào bạn bên cạnh. Mình là Lê Đình Phi, mình ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mình đang làm kỹ sư xây dựng. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9, em vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào được 11 năm. 11 năm, đang sống với ai? Em ở với bạn. Bạn? Trai hay gái? Trai. Mình sẽ định lập nghiệp trong này luôn hay là sẽ về quê? Dạ, em xác định lập nghiệp trong này ạ. Về quê nhưng khoảng tầm 60 tuổi trở lên thì... Chuyện đó còn xa lắm, về hưu lắm. Thế còn em gái? Xin chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trang. Em năm nay 28 tuổi, hiện đang là kế toán. Em làm việc ở Bình Thạnh. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Bình Dương, quê gốc em ở Hải Phòng. Nhưng mà gia đình vào Bình Dương lâu rồi phải không? Dạ. Rồi, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, quận 9 thì cũng gần nhau ha. Dạ. Cũng dễ trong quá trình tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân một chút xíu. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tương đối hòa đồng, có thể làm giúp đỡ việc nhà, gia đình. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, cũng hay tiếp xúc bạn bè. Hay tiếp xúc bạn bè nhiều là sao? Có nghĩa là hay tụ tập rủ rê bạn bè. Ăn nhậu hay gì? Có một chút chút cà phê la cà. Thì lúc chưa có bạn gái thôi, còn có bạn gái thì phải dành thời gian cho bạn gái chứ hả? Dạ, em cũng mong là con. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em biết nấu ăn. Cũng hòa đồng. Điểm yếu của em chắc em hơi nhát á. Với lại hay xấu hổ trong đám đông á. Xấu hổ về cái gì? Em rất là ít nói, chứ đám đông thì em rất là nhát. Về tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình cũng rất là lâu rồi, 7-8 năm rồi á. 7-8 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được nửa năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Không hợp tính nữa, cho nên không có tiếng nói chung. Có nghĩa là bạn quá năng động, kiểu như là thích đi nhiều á, còn em không có thích đi lắm. Chết rồi, bên đây cũng thích ra đi nhà, ra tụ tập nè, bên đây không thích. Lý do tại sao mà 7-8 năm nay em không có tìm được một người nào khác? Em làm kế toán á, cho nên môi trường thường là nữ không ạ. Em cũng làm bên xây dựng nhưng mà nam á thì lại quá lớn á, không có gia đình hết rồi, hoặc không thì ra công trường. Còn ở trong thì chị nữ là nhiều. Thế em có hay đi ra công trường đồ gì không? Dạ có, em công việc của em chủ yếu là công trường. Hèn chị hơi đen ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tình trường em sao? Em là lại qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất thì em đã chia tay được hơn 1 năm, quen được 8 tháng. Lý do tại sao chia tay? Thì có những cái hiểu nhầm trong cuộc sống, với lại là mình chưa định hướng được. Hiểu nhầm về cái gì? Có những tin nhắn người ta nhắn đến cho mình, những cô gái đọc người ta không hiểu được rõ cái nguồn gốc nào thì người ta lại hiểu nhầm. Hay là tin nhắn gì cụ thể, tin nhắn nó nói gì trong đó? Tin nhắn là người ta hỏi thăm, ví dụ người lạ hoặc người bạn cũ hỏi thăm mình, nhắn tin người lạ mắc gì hỏi thăm không, người cũ, người bạn học hoặc cái bạn học hay bạn gái cũ, bạn gái học cùng trước mà. Có người yêu không? Người yêu thì người yêu của em thì có. Người yêu cũ hay là nhắn hay là bạn học cũ nhắn? Bạn học cũ. Bạn học cũ nhắn làm sao mà để người yêu hiểu lầm? Thì hỏi anh ăn cơm chưa ngủ, hôm nay có đi làm về không? Bạn học cũ sao kêu bằng anh? Có, đấy là đại học thì có hiểu chênh lệch tuổi tác. Vậy là em chưa tạo niềm tin đủ cho bạn gái của mình để cho bạn ấy tin tưởng nên bạn ấy mới nghi ngờ.
có thể là vậy. Chứ nếu em dành thời gian em thể hiện cho bạn gái biết rằng em là số 1 thì người ta đâu có nghi ngờ. Vì em tính em có một cái điểm yếu là em lại có những cái mình không có lỗi mà người ta bắt mình phải nhận lỗi hoặc đi giải thích thì em phải không thích kiểu đấy. Ủa chứ sao? Chứ bây giờ có lỗi không xin lỗi à? Không có lỗi thì em phải xin lỗi, nhưng mà cái đấy lỗi không phải của mình, tự nhiên người ta suy nghĩ rồi người ta áp đặt lỗi cho mình thì. Nhưng mà điều nhìn đi phải nhìn lại cũng là do mình nữa. Nếu mà mình tạo cho người ta đủ sự tin tưởng thì người ta đâu có nghi ngờ đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Rút kinh nghiệm cho lần sau ha. Bây giờ mẫu người lý tưởng của em là em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, biết quan tâm đến gia đình, cao, mập mạp. Cao có cao, mập có mập. Đen đen được không? Em chắc cũng được. Em có phải là người hay ghen không? Chắc em là người hay ghen đó. Em có hay kiểm tra điện thoại của bạn trai không? Cái đó không ạ. Nếu em thấy những cái gì dấu hiệu gì nghi ngờ thì em sẽ hỏi hay là em tự tìm hiểu hay là em sẽ âm thầm rút lui? Em sẽ hỏi. Nếu như bạn trai hoặc là người chồng của em sau này rồi có một phút giây nào đó lầm lỡ thì nếu người ta quay lại và thành thật nhận lỗi thì em có tha thứ không? Sẽ tha thứ, nhưng mà vào trường hợp như thế nào? Nó có đủ để mình có thể tha thứ không? Thì có nghĩa là bây giờ mình thấy người ta có lăng nhăng đó, có một cái mối quan hệ khác đó, mà khi em biết được thì người ta thành thật muốn xong xin lỗi em thì em có bỏ qua không? Có thể bỏ qua. Một người phụ nữ rất vị tha. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Em muốn tìm một người con gái là lễ phép, có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Có gì thì cứ nói thẳng ra cho biết, chứ đừng bắt người đối diện phải đọc cái suy nghĩ của người ấy. Đôi lúc có những cái khó nói lắm em. Khi yêu nhau người ta có một cái sự gọi là tế nhị, có một cái sự là tâm linh tương thông. Nếu thật sự hiểu nhau, tìm hiểu nhau mà quan tâm đến nhau thì sẽ có những cái người ta không cần nói mình vẫn phải hiểu. Đó là cái yêu cầu rất khó của người phụ nữ. Mà nếu thật sự mình yêu thương người ta, mình sẽ cảm nhận được. Nên em phải cố gắng. Em cũng hy vọng là giữa em và bạn nữ bên cạnh sẽ có được cái sự đồng điệu. Tại vì thật sự nếu mà cái gì cũng nói toẹt, nó toẹt ra mới hiểu thì cuộc sống nó vô vị quá. Dạ. Phụ nữ rất là khó chịu, nhưng thật sự phụ nữ cũng rất là dễ tính. Nếu người ta đã yêu thương mình rồi dễ lắm. Chỉ cần chiều chuộng một chút, quan tâm một chút là ok rồi. Dạ. Nó phải có sự lãng mạn, phụ nữ nào cũng thích như vậy hết á. Dạ. Cố lên nha. Tìm ảnh đi em. Em có hình gì không cho chị mượn? Anh nào cũng đẹp trai hết trơn á cưng, ráng kiếm đi cưng. Trời ơi, cô nào cũng giống nhau hết trơn vậy. Kiếm đi em, đẹp trai đẹp gái gặp nhau rồi đó. Em nghĩ chắc này. Nào được coi. Ủa sao em đoán anh đó, lý do gì? Em đoán vậy thôi. Thấy bốn anh chàng y chang nhau à, em đoán trên cái cơ sở nào? Hay lại em thích cái người đó nè, em chọn người đó. Thì em ghen tiếng á, thì em nghĩ là người sẽ như thế nào. Còn em nhận ra cổ không? Em nghĩ cô thích một người cao, có nghĩa là cô này. Chúc em may mắn lần sau. Tao nói phụ nữ khi nào cũng cảm nhận hay hơn đàn ông. Mời quý vị hãy đón xem, ai sai sẽ bị phạt nha. Mở cửa. Tên tên. Hay thiệt luôn á. Bốn chàng trai y hệt nhau mà cô có thể đoán trong vòng một nốt nhạc. Sao hay vậy ta? Bốn anh như vậy luôn, mặc áo trắng y chang như nhau mà cô nhìn cô chỉ trúng bóc cái anh này. Hay thiệt luôn, chúc mừng em. Em có quyền hành hạ người khác. Anh xin lỗi em vì anh đã không nhận tay em. Em là ai đâu, chỉ vô lại coi nè. Giờ thì em đã nhận ra được rồi. Sao? Thấy sao so với cái cô hồi nãy chọn? Dạ, khác hồi nãy chọn. Thích cô nào hơn? Dạ. Tất nhiên là phải thích người hiện tại chứ. Rồi bây giờ mình phạt ảnh gì đây em? Hát một bài. Hát một bài. Em có thể cầm điện thoại hát được không? Được. Hát không hay em đừng cười. Cười chứ. Còn không cười chị cười. Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời. Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người thôi. Ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình anh mới gặp vội vàng. Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ. Tại sao người ta không cho cười mà em vẫn cười? Chắc là tại chưa có nhạc cho nên nó không được trúng tông lắm. Chẳng không có nhạc nó cũng vậy à em. Nhưng mà phải ghi nhận cái sự nhiệt tình của ổng. Dạ. Chứ rất tự tin đúng không? Rất tự tin ạ. Dễ thương không? Được.
Rồi bây giờ khi lần đầu tiên mở cửa trái tim này ra, em nhìn thấy cổ thì em có cảm xúc như thế nào? Thấy là bạn gái rất là xinh. Em nghĩ mà bạn gái là một tiếp của một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền và có thể lo lắng và có thể cho gia đình được rất tốt. Hy vọng em may mắn lần này nha. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau. Hãy mạnh dạn lên ha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là cơm dừa gà tại nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn. Rồi bối rối quá em, bối rối quá quên tặng quà hả cưng? Chào Vân, chắc em run quá. Giờ đợi gì nữa? Nay lần đầu là gặp em thì anh cũng có một món quà nhỏ tặng em. Hy vọng là em giống như tựa đề của quý khách. Cảm ơn. Ủa tựa đề gì, đọc lớn lên chị nghe coi. Nếu em không phải một giấc mơ. Là sao muốn em giống tựa đề cuốn sách là sao, chị chưa hiểu ý nghĩa của nó. À, giống tựa đề em là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. À, nếu em không phải một giấc mơ thì em là hiện tại. Thôi, ăn đi rồi ngủ mới mơ được nha cưng nha. Tự tin lên nha, nãy giờ bối rối hơi nhiều rồi nha cưng. Dạ. Yeah. Chào em. Em thấy anh thì em có cảm nhận gì không? Em nghe tiếng thì em cũng có thể tưởng tượng ra được ạ. Dạ. Thì anh có phải là gia trưởng không? Người gia trưởng? Không, anh là không phải phúc gia trưởng, bởi vì anh cũng là con út trong gia đình nên anh cũng tương đối thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy anh em ạ? Gia đình anh có 4 anh em trai. À, trai hết ạ. Anh mời em. Dạ, mời ạ. Em đang ở với chị gái của em hả? Dạ vâng ạ. Chị với em là cũng làm cùng với em luôn hay sao? Dạ không ạ. Chị gái em làm ở... Rung quá không nhớ đúng không? Chị em làm công an ở bên Thủ Đức ạ. Những ngày nghỉ em thường hay làm gì? Em về quê với gia đình thôi. Anh xin lỗi, hồi nãy giờ anh quên, anh chưa nhớ tên em. Em tên Trang ạ. Chi? Trang. Trang. Dạ. Em nhớ tên anh không? Anh tên Phi. Phi ạ. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Có nhiều lắm nhưng mà gặp em anh quên hết luôn rồi. Điều gì ở đàn ông mà làm cho em 7-8 năm nay em cũng muốn quen một ai hết rồi vậy? Nói chung em cũng không thích những người quá lăng nhăng. Mình thích một người thì mình nên chung thủy với người đó thôi. Còn ví dụ như là khi mà không còn được tiếng nói chung nữa thì mình có thể mạnh dạn nói để hai người cùng có thể làm bạn được. Anh thì không lăng nhăng nhưng mà anh khi anh yêu nhiều nhưng anh kết thúc một cái này thì anh mới tiến một cái khác, chứ không phải là anh lăng nhăng một lúc. Dạ. Em có ngại phải về Hà Tĩnh không? Thì sai vậy. Dạ. Em cũng hơi ngại. Tào, nãy giờ chị cũng lắng nghe ở ngoài mà cũng tò mò, cũng lắng nghe câu chuyện của hai bạn ha. Giờ cho chị hỏi thêm vài câu nữa nè. Em quan điểm như thế nào về sống thử? Thì em chưa từng sống thử nên mà theo những gì em tìm hiểu em biết thì tùy theo những con người ta sống với nhau thì đấy, quan điểm của từng người một khác nhau. Thì với bản thân em thì đấy cũng là một cái trải nghiệm để mình xác định được rằng hai người có hợp với nhau hay không. Nói chung là khi mình đã xác định là sẽ cưới nhau hoặc là đã đi đến một cái gì đấy thì mình sống thử thì hoặc là mình cưới luôn thì cũng không có khác gì nhau hết. Trời, rủi ra tỷ gì mình sống thử rồi mình thấy không hợp thì... Cái đấy thì cũng là do mình ngờ, ví dụ như mình đã kết hôn thì mình cũng có thể là mình chia tay có được hợp về thôi, chứ không phải là mình sống thử ra mình kết hôn thì mình bắt buộc kết hôn mình phải ở với nhau cả đời được. Em quan điểm như thế nào? Theo em thì chung là cũng không có gì là xấu, nhưng mà mình phải xác định ngay từ ban đầu đó có đúng hay không. Nhưng mà riêng bản thân em thì em không thích điều đó. Bản thân mình thì mình không muốn, nhưng mà người ta thì mình cũng không có cái gì là bài xích người ta hết, đúng không? Em nghĩ thế nào khi người ta hay nói là trai xây dựng là hay lăng nhăng, đi đây đi đó không rồi quen cô này cô nọ, em nghĩ sao? Em gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Em có ngại không? Em cũng rất là ngại, nhưng mà nếu mà do bản thân người đó thôi. Có thật sự là nếu là của mình á thì chắc chắn là của mình, còn không phải thì có sao cũng không giữ được. Sao? Và cái ý kiến của cậu thì em có cái gì để có thể là muốn bào chữa cho mình không? Đấy cũng là một cái câu mà kiểu như là
dân gian truyền nhau từ trước đến giờ thì ông bà nói ít có sai lắm không, thì cũng đúng với từng người, không phải là lúc nào cũng vậy. Anh thế em nhìn anh có niềm tin ở anh không? Niềm tin hay không phải do em cho người ta thấy nữa chứ, em chưa thể hiện sao người ta có niềm tin được. Cái đấy thì phải có thời gian để mình ra ngoài cuộc sống, người gặp trực tiếp với nhau ở ngoài tiếp xúc thì bản thân được. Em ngày hôm nay đến với cái buổi hẹn hò này thì em cũng phải nói vài điều để cho người ta cảm thấy yên tâm chứ. Thì đây cũng là lần đầu anh được gặp em, nhưng anh không hứa sẽ luôn ở bên em để bảo vệ cho em được, nhưng mà anh chắc rằng mỗi khi em cần thì anh sẽ cố gắng về bên em. Dễ thôi thì cũng được, nghe thôi nha cưng, còn khoan hả, vội tin nha, phải có thời gian trải nghiệm. Bây giờ chị Tường mời hai bạn bóc một cái lá thăm ha, và đọc lớn lên yêu cầu bạn trai thực hiện cái điều trong đó. Nói một câu gì đó thật lãng mạn để tỏ tình đối phương, không lãng mạn thì sẽ bị em xử phạt. Nãy cũng mới nói một câu khác rồi, quá lãng mạn, nhưng mà bây giờ anh muốn nói câu khác nữa sao? Thử coi cái kho lãng mạn của em nhiều không, nhưng mà phải chân thành nha. Anh có thể từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng mà anh mong rằng em là mối tình cuối cùng của anh. Ừ không, câu đó ổn không, vậy không em? Cũng được. Cũng được ha. Rồi tao phiền em. Trúng mánh ở giữa. Trúng mánh hả? Trúng mánh gì đọc lớn lên. Ôm đối phương trong vòng 30 giây và chia sẻ cảm xúc. Có chơi có chịu thôi, sao giờ bước qua đi em. Rồi bạn gái tiến vô. Ôm 30 giây rồi nói cảm xúc của mình. Sao em? Thà mình ôm ta đỡ hơn ta ôm mình em ơi. Ôm chứ không phải dịnh, ôm. Đây là cũng bao ôm giờ thì, bao giờ thì cắt từng không, không được, không được. Đâu có nói là ôm chỗ nào không, đâu chứ. Ôm là phải vậy mới gọi là ôm, ôm là phải hai vòng tay vậy mới gọi là ôm chứ. Được không anh? Như vậy được không anh? Không, theo chị cắt tường nhanh đâu biết không được. Anh ở đây không có quyền. Anh ở đây không có quyền. Sao được ạ? À? Cái này là do anh mà. Cái này là dịnh. Được ạ. À? Không phải ôm. Được đúng không anh? Được, khó với em như vậy ạ. À? Ôm. Nói chung em cũng hơi xấu hổ. Kệ em. Ôm đi. Thôi được. Cái đó là dịnh. Ôm là phải tròn qua hết người ta như vậy nè. Một vòng tay như vậy nè. Nhưng mà để anh ôm em. Mấy ôm là cảm nhận được. Hay là em muốn để anh ôm em? Để em ôm ạ. Rồi cảm nhận như thế nào? Rất là ấm. Ai ấm? Anh ấm. Chắc nóng khí hậu. Em có cảm nhận gì không? Thấy bạn đang rụt rè, em muốn đang ôm trà sát hơn, chặt hơn thì em mới cảm nhận được. Sẽ cho bạn cơ hội lần sau, sau khi bấm nút. Rồi mời em về vị trí. Nhớ nha, lát bấm nút tôi cho ôm đó, nói trước. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm. Chị nói vậy bạn ấy không bấm thì sao? Ôi, người ta thích là người ta sẽ bấm, mà người ta không thích là người ta không bấm. Không vì một câu nói của chị mà thay đổi được quyết định của cô gái này nha. Tự tin lên nè, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cái ôm này có xá gì ha. Chị mà yêu hả, nghìn trùng xa cách chị cũng tìm đến với người mình yêu nữa. Không cần người ta chủ động, chị chủ động luôn nữa. Nếu thật sự là chị bị rung động, cho nên đừng có lo lắng gì cả, mà hãy cố gắng thể hiện cho người ta cảm nhận được tình cảm của mình. Nếu để nói một câu cuối cùng với cô ấy trước khi đưa ra quyết định thì em sẽ nói gì? Mình gặp nhau ở đây là một cái duyên. Không biết là chúng ta sẽ đi với nhau ít bao nhiêu con đoạn đường phía trước, bao nhiêu thời gian, nhưng mà anh hy vọng rằng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý chúng ta sẽ bấm mạnh vào cái nút này, không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Cả hai có vẻ hơi chậm mà bấm rất cùng lúc, đèn sáng lên cùng một lượt. Tại sao em có sự chậm chạp đó? Chắc vì tay em yếu lúc gặp bạn gái nên em tự nhiên tay em yếu, em bấm không kịp. Đủ như bạn gái không bấm thì sao? Cũng chẳng sao chị, bởi vì mình sống thật với con người mình mà. Em cảm thấy là cũng có nhiều điều chưa có được tương đồng, nhưng mà có thể là cứ cho nhau một cơ hội. Điều gì em thích nhất ở chàng trai này ngày hôm nay mà em bấm nút? Là một người chân thật, em cảm thấy như vậy. Chân thành. Chị cũng hy vọng như vậy. Hồi nãy chị Tường nói rồi ha, nếu bấm nút là chúng ta ôm nhau. Mời hai bạn. Em có hối hận không? Sao lại hối hận ạ? À? Bấm nút sao lại hối hận? Dạ vâng. Cái ôm gì mà nó nhạt nhẽo hời hợt quá. Hai bạn cùng ôm nhau đi nè.
cũng thay nhau nha. Cặp đôi chị thấy rất là dễ thương, mặt hai bạn cũng rất là xanh con ra đẹp lắm đó. Thật sự nếu mà hồi nãy hai bạn không bấm nút gì thì Tường sẽ cảm thấy rất là buồn. Một cơ hội nữa, một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình này. Em biết sao không? Trang ngày hôn em nhé. Hãy nhớ cái giây phút này nha, rất là đẹp. Chúc hai bạn sẽ sớm về chung một nhà nhé. Và đây, để tạo thêm cái bầu không khí cho các bạn hẹn hò nè, những chiếc xe vé xem phim ở rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cơ hội ha, vô rạp phim mặc sức mà ôm nhau. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Nắm Tay Nhau Cưng ơi. Tự tin lên nè, đừng buông ra nha. Bất cứ hoàn cảnh nào phải luôn bên cạnh cô ấy, che chở bảo vệ cho cô ấy. Được không? Dạ được. Dạ được. Và bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt thôi quý vị. Hẹn gặp lại vào tập sau nhé. Vào tuần sau vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play, trên kênh FPT truyền hình IPTV, trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Em nóng vội. Gì? Nóng vội là sao? Kiểu như em cũng muốn cưới luôn á. Tại vì em cũng ra 30 tuổi rồi à. Cưới mà bạn ấy không chịu. Em thấy chị đã được rất là dễ thương. Mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi. Em... Trời ơi, chị đi đâu ấy? Có hôn được cái nào chưa? Dạ thì cũng chưa. Chưa luôn? Mới có sơ sơ chị ơi, chưa chị. Trời ơi, sơ là sao? Sơ là chỉ ở nắm tay. Ủa đi chơi vậy không lẽ không hôn nhau tạm biệt? Dạ em nghĩ là chưa. Trời ơi, em nghĩ là chưa rồi chứ còn em nghĩ là chưa gì nữa. Em đã đủ trước, bắt đầu từ số 0, never bắt đầu từ số đông. Yeah, con thật đẹp và độc, đẹp theo cách của mình. Yên lặng, vẫn là tâm niệm mong anh nhìn. Hoàn toàn mới, đẹp, độc đỉnh. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mát tay để có thể mai mối được cho hai cặp đôi. Họ sẽ tung tăng nắm tay nhau ra về. Và hai chị em mình cũng vui vẻ nắm tay nhau ra về. Đúng rồi, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Yeah. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời lên sân khấu hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Quá dễ thương. Hai cô gái mặc hai cái đầm dễ thương cực kỳ. Màu xanh là màu hy vọng. Mình sẽ hỏi những người ngồi ở ghế màu xanh trước. Hello, chào em trai ở ghế màu xanh. Em giới thiệu một chút xíu thông tin cho chị Tường nghe về bản thân mình nha. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, đang làm công việc gì? Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Rồi. Cùng với ba bạn chơi và tất cả quý vị. Em tên là Đặng Hoàng Việt, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc ở Đồng Nai ạ. Hiện tại em đang là nhân viên tư vấn chứng khoán ạ. Từ đó lên đây và mất bao nhiêu thời gian? 1 tiếng rưỡi chị. Hôm nay em lên đây quay hình em đi bằng gì, đi với ai? Dạ em đi với em gái và em rể. Em gái và em rể. Rồi cả nhà đi lên đây bằng gì? Tự em đi vào nhà của em gái em rể lên này. À, có nghĩa là em tự đi từ dưới Long Thành lên đây. Dạ. Ý chị đang hỏi là em đi bằng cái gì? Phương tiện. Dạ. Phương tiện gì lên đây? Dạ em đi bằng xe chị. Xe gì? Dạ em đi bằng xe hơi chị. Ai chở, ai lái? Dạ em lái. Tự lái luôn. Dạ. Rồi giờ định chừng nào về? Sau chương trình này em sẽ ở lại chơi ở nhà em gái. Nghe ở lại chơi, tụi nó chơi với bạn gái, ở lại chơi với nhà em gái. Dạ thì nếu như mà hẹn hò được, hẹn hò được với một bạn nữ nào đó thì em sẽ ở lại thời gian hôm nay để có một buổi hẹn hò ấm áp.
Đó. Chủ yếu là cái chỗ đó á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em siêng năng và sáng tạo trong công việc. Dạ. Điểm yếu của em thì em cũng lâu lâu hay quên. Cũng ngây thơ và dễ tin người. Dạ. Ngây thơ. Dạ. Sinh năm 87 là bây giờ 35 tuổi rồi mà còn ngây thơ, dễ tin người. Đã bị ai gạt bao giờ chưa? Thỉnh thoảng có. Gạt về cái gì? Tình, tiền, công việc? Cũng không đến nỗi. Tại gạt chỉ có hai thứ, tình hoặc tiền thôi hả? Thì giờ bị gạt tình hay bị gạt tiền? Hay là cả tình tiền đi chung? Đó, thường tình nó dính với tiền luôn. Có vấp ngã mình mới có thành công ngày hôm nay. Mình sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu xanh tới bên cô gái ngồi ở vị trí màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng tất cả mọi người trong trường quay và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Ngọc Hân, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em là nhân viên marketing tại công ty bất động sản. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Dạ, em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến. Còn điểm yếu của em là có vẻ là với người lạ thì em hơi nhút nhát. Rụt rè quá hả? Dạ. Em biết hát không? Dạ biết ạ. Hát liền đi. Làm một đoạn đi em, làm cho nó mở giọng nè. Em sẽ hát bài là Nhắn Gió Mây Đằng, Em Yêu Anh ạ. Rồi. Về với em đi, sống chơi hết tháng ngày dài. Mình em mà nỗi nhớ mệt nhòi, chỉ có riêng em với em thôi. Thì vẫn yêu em, nguyện yêu cho đến hết cuộc đời. Giọng kêu tay đã ngủ vui, nhắn gió mây dần, em yêu anh. Hay quá. Hai bạn ơi, có nghe người ta nhắn gió với mây chưa ạ? Sao rồi. Em cảm nhận giọng hát của bạn gái ngồi ghế xanh như thế nào? Dạ, bạn hát rất là ngọt. Có gì chứ chút nào gì gọi là rung rinh mê mẩn gì chưa? Cái giọng hát đó có làm em hơi lung lay chưa? Kích thích sự tò mò của em chưa? Dạ, em cũng thấy hơi tò mò và cũng muốn... Thấy cái tay là chà 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 vô cái chân rồi đó. Hôm nay toát một hồi hộp rồi đó nha quý vị. Bây giờ tới chàng trai ở ghế đỏ nè. Chào chị Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt. Chà, giọng trầm khỏe dữ ha. Em chào anh Nam đến chương trình và mình chào hai bạn nữ. Em tên là Hiếu ạ. Cái gì Hiếu? Trịnh Văn Hiếu ạ. Trịnh Văn Hiếu. Quê quán ở Đắk Lắk, năm nay 28 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Ngày trước thì em có đi học nhưng mà khi ra trường rồi thì em cũng tiếp tục cái công việc mà hồi sinh viên em đang làm. Bây giờ em vẫn đang làm công việc đó chứ cũng chưa có đi làm. Là cái nghề này là sửa chữa điện thoại này là từ xưa đến giờ luôn, từ hồi đi học ra tới giờ luôn. Hồi sinh viên em có mày mò. Ủa là tự mày mò rồi sửa chứ không có học gì trơn hả? Cái này tự học ạ. Ồ, giỏi vậy. Cũng chưa có đi làm đúng cái ngành mình học. Em học ngành gì? Dạ em học bên cơ điện tử, cơ khí tự động. À mà bây giờ là đang là sửa chữa điện thoại. Dạ đúng rồi. Là em sửa cho công ty nào hay là em tự làm cho cá nhân? Dạ, sao em tự làm cá nhân ạ. Có tiệm riêng rồi đúng không? Là em có tiệm. Dạ, điện thoại đúng không? Dạ. Rồi. Em đang làm ở bên Cát Bình Dương. Ồ, lý do tại sao mình lại ở Bình Dương? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Người ta nhận xét em là một người trầm tính, có giọng nói cũng khá trầm. Trầm đó chứ khá gì, giọng nói trầm. Không biết tính có trầm giống giọng nói hay không. Khi mà quen rồi thì em cũng hòa đồng thôi. Trong công việc thì em khá là nghiêm khắc, nghiêm túc ạ. Điểm yếu của em thì không nhậu được thì có phải là điểm yếu không? Đối với chị thì yếu quá, mà nhiều khi đối với bạn gái kia thì mạnh. Hơi kém rồi. Không có uống được nhiều bia rượu. Không nhậu là điểm mạnh chứ còn gì nữa. Giờ uống bia thì yếu. Kém rồi thì có cái gì là không kém. Từ bé lớn là em có cái đam mê là nghịch ngợm máy móc ạ. Đó là bao nhiêu đài loa trong nhà rồi anh em là cũng về nghiên cứu. Chắc cũng tan nát biết bao nhiêu cái máy móc rồi ha. Đó ra đường lắp vào. Đúng rồi. Có cái dùng được cái không ạ? Tốt thôi, kể. Từ cái đam mê đó mà em các cái đồ điện ở trong nhà á, vật dụng hay gì đó thì em cũng có cái tài lẻ là em nghiên cứu em sửa chữa. Lấy anh này về là yên tâm mấy mọi thứ trong nhà, điện đóm rồi là anh lo hết ha. Cho chị hỏi cái bến Cát Bình Dương là mình lên thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Cát lên đây nếu mà đi thuận đường giờ không phải giờ kẹt xe thì nó khoảng hơn 1 tiếng rưỡi một xíu. Hơn 1 tiếng rưỡi vậy là cũng ngang ngửa với anh bên đây. Nói chung là hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đều cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 1 tiếng rưỡi chim bay. Rồi bây giờ tới cô bé xinh xắn ngồi với màu đỏ nè, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, cho em xin chào tất cả mọi người. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thu Trang. Thu Trang. Dạ, năm nay em 22 tuổi. Em đến từ Hà Nam. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, vui vẻ, có sự cầu tiến và nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu của em là em đôi khi trẻ con, dễ quạo. Cái gì mà nó đã đề ra kế hoạch từ ban đầu rồi mà không có đúng như cái kế hoạch thì em cảm thấy hơi khó chịu. Ham chơi nữa, em ham chơi lắm. Rồi, dễ thương quá trời. Bây giờ mình tới tình trường nha. Quay lại với bạn trai ở ghế xanh nè. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em có quen 1-2 người nhưng mà chưa gọi là mối tình chị ạ. Ủa sao vậy? Dạ thì có thể là mình có trải qua một vài cung bậc cảm xúc. Nhưng mà dừng lại ở tình bạn thôi chị. Chưa có cái gì mặn mòi hết trơn. Dạ. 35 tuổi luôn chưa có một cái nào mặn hết.
Dạ, trên tình bạn dưới tình yêu thôi. Trời ơi, cái lấp lửng đó là do em hay là do đối phương? Chắc là do em nhút nhát à. Cuộc đời chị là chị sợ nhất những cái mối quan hệ mà trên tình bạn dưới tình yêu lẫm lửng lờ lờ đó. Hà tới tới luôn mà chị nghĩ này chắc do em quá à. Dạ, em hơi thanh niên quá à. Chứ phụ nữ người ta rõ ràng lắm về cảm xúc là yêu không yêu thôi, để né né là cho ta đi kiếm người khác lấy chồng. Tới không tới luôn luôn cứ sàng ràng hoài, lỡ thì lỡ bạn hết trơn. Bởi vậy sau này em rút kinh nghiệm hơn thì nếu như em mà gặp bạn nào em có mà tình cảm thật sự thì em sẽ tỏ lòng cho bạn đó hiểu. Trời đất ơi, rồi có hôn được cái nào chưa? Dạ thì cũng chưa. Chưa luôn? Mới có sơ sơ chị ơi, chưa chị. Trời ơi, sơ là sao? Sơ là chỉ ở nắm tay. Ủa đi chơi vậy không lẽ không hôn nhau tạm biệt? Dạ em nghĩ là chưa. Trời ơi, em nghĩ là chưa rồi chứ còn em nghĩ là chưa gì nữa. Phụ nữ đừng bao giờ hỏi anh hôn em được không? Tôi sợ nhất ai hỏi luôn đó. Không lẽ bây giờ người ta nói dạ được, có kỳ lắm đúng không? Cho nên là mình cứ hôn đại. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Phụ nữ mà người ta cho hôn á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hôn, người ta hơi né nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hôn được, là từ đó là mở màn cho những cái sau. Hiểu chưa? Đây là chị Tường, chị kinh nghiệm. Còn nếu trường hợp mà mình hôn mà người ta không chịu thì bất quá ăn cái bọc tai chứ làm gì dữ vậy đó. Ăn cái bọc tai thôi, nhưng mà mình sẽ biết được là mình được hay là không được. Thường thường các bạn nhút nhát là các bạn chỉ sợ là bạn nữ không cho mình hôn, đúng không? Yeah. Rồi mình ngại, rồi mình không biết không cho rồi nói làm sao. Rồi mình đi hỏi người ta phải không? Dạ không có hỏi. Trời ơi, bạn này còn tệ hơn là không hỏi nữa. Bây giờ không có hỏi gì trơn. Bây giờ nếu mà có một mối tình nữa nè. Dạ. Nếu mà em đã thích người đó, người đó thích em, người ta mới đi với em mấy tháng. Chị khẳng định luôn. Dạ. Phụ nữ là người ta không bao giờ chủ động. Chị đây 40 mấy tuổi chị còn chưa chủ động nữa. Ai thích chị là người đó phải chủ động. Chị không chủ động nhưng mà người ta tấn tới thì chị ok. Chứ chị không bao giờ chủ động. Nhớ chưa? Dạ dạ. Cho nên mình phải chủ động, bất quá là ăn một cái bọc tai thôi. Được không? Dạ được chứ. Nhớ dạ, nha. Em cố gắng. Tôi tức lắm á. Mạnh dạn lên ha. Dạ. 35 tuổi rồi không mạnh nữa là coi như là mệt lắm á. Rồi bây giờ muốn kiếm một người bạn gái mình là người như thế nào nè? Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới. Ừ. Vui vẻ, hòa đồng được. Ừ. Dạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Tầm 1m55. Đơn giản ha, hiền chỉ cần rồi. Là hiền quá tốt. Có cần là trời ơi, cho bạn gái sẽ là người chủ động khi hôn không? Dạ không, không lần này biết chủ động đúng không? Dạ. Không, con gái không ai chủ động hết trơn á. Thì bởi vậy không. Hiền quá trời. Ừ. Nói thì nói chứ bao nhiêu năm nay là 3 mấy rồi mà bờ môi vẫn còn trinh trắng. Phải dành quá sự ngây thơ đó cho người tình đầu của người ta. Bạn ngồi ghế màu xanh hiền khô. Đó em nè, tâm sự về chuyện tình yêu đi nè. Chị qua một mối tình. Một mối tình duy nhất. Em quen bạn đó được 1 năm. Một năm? Dạ. Cách đây bao nhiêu lâu á? Tụi em cũng mới chia tay được 1 năm. Tại sao vậy? Tại vì có rất là nhiều vấn đề trong hôn nhân mà mình không thể nào tiến tới. Vấn đề hôn nhân luôn hả? Ừ. Vấn đề gì em có thể nói gì? Em cảm thấy không hợp nhau. Không hợp nhau về vấn đề gì? Bạn ấy cũng đôi khi cũng ít có sự quan tâm tới mình á. Công việc bạn ấy bận rộn. À, cái người bạn trai cũ đó có hôn em chưa? Dạ rồi. Rồi đúng không? Không hợp là không hợp cái gì thì phải nói ra chị mới biết đường, chị làm mai mối chứ. Đương nhiên chia tay nhau là không hợp mới chia tay rồi. Bạn đã chủ động chia tay em trước mà. Thì em phải biết là tại sao bạn đã chia tay em. Tại vì có thể là tính cách của em hơi nóng vội thì bạn không hợp với bạn đó. Em nóng vội? Gì? Nóng vội là sao? Kiểu như em cũng muốn cưới luôn á. À. Em cũng 30 tuổi rồi thì muốn cưới mà bạn ấy không chịu. Nhưng mà em có hiểu nguyên nhân tại sao bạn ấy không chịu không? Đã có một cái mối quan hệ khác phù hợp hơn với bạn rồi. À, cái này là em đoán hay là nó là như vậy? Em đoán vậy. Sao tự nhiên em lại đoán vậy? Trong lúc quen thì bạn ấy cũng đã chủ động chia tay rồi. À, người ta đã không chân thành với mình thì bỏ qua ha. Dạ. Thì bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Từ đó thì em nghĩ là hiền, thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến, nhìn cũng thư sinh. Ngon ha, à, bên đây chị thấy là thư sinh nha. Ủa, có đọc sách không em? Dạ em có sách mà em ít đọc lắm chị. Chứ sách để làm gì? Dạ em thấy tựa hay, với lại em đọc cũng được 1-2 chương thôi. Nước lướt rồi thôi hả? Dạ, con người em không bao giờ đi tới cùng. Em làm cái gì em cũng làm sơ sơ hết trơn á. Bên đây là người ta muốn cưới rồi. Ví dụ như em thì bao lâu nữa em nắm cưới được? Dạ nếu như mà có hẹn hò được và hợp nhau thì em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. À, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi phải không? Dạ em có tích lũy rồi chị. Có tích lũy rồi đó. Trước mắt hợp hay không chưa biết. Nhưng về cái tư tưởng là người ta đã có ý lập gia đình, đó cũng là một cái cơ hội để mình tìm hiểu, đúng chưa? Trước tiên chị thấy là có khả thi rồi đó. Có khả thi rồi đó. Bây giờ tới anh chàng ở ghế đỏ nè. Cũng 28 tuổi rồi chứ ít gì. À, muốn lấy vợ chưa? Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc. Tình yêu đủ lớn thì sẽ tiến đến hôn nhân ạ. Ừ, tình trường của mình thì trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 1 mối tình. Một thôi? Dạ, kéo dài khoảng
hơn 6 năm. 6 năm? Bắt đầu từ năm em bao nhiêu tuổi? Ngày bắt đầu thì khoảng cuối tháng 2 năm 2015. Nhớ kỹ ha, dạ. Tháng 2 2015 đó. Kỷ niệm hoài luôn á. 7 năm rồi, vậy là chia tay cũng cả năm rồi. Chia tay cũng gần 1 năm rồi. Gần 1 năm rồi, 6 năm mà. Tại sao lại để chia tay uổng vậy? Bạn gái cũ của em thì cũng ở gần nhà, ở quê Đắk Lắk ạ. Ngày trước có đi học ôn thi chung, đi học chung thì cũng có tìm hiểu bạn ấy ở Bình Dương. Tại vì sao ở Bình Dương? Tại vì cũng muốn ở gần bạn gái. Theo ít ra người ta cũng mạnh mẽ, dám bỏ xứ đi theo người yêu, thấy không? Coi như là đi theo bạn gái ở Bình Dương nên mình tới Bình Dương để mình lập nghiệp luôn, để được gần bạn gái. Dạ đúng rồi. Cũng một phần lý do là gần bạn gái và một phần lý do là do bạn gái em nữa. Trời, sao nữa? Quen nhau thì quen nhau quá lâu rồi ấy. Tình yêu thì cũng em nghĩ là còn, nhưng mà em xác định tương lai mà đi xa để mà cưới nhau được thì có rất nhiều cái nó mâu thuẫn. Và em cảm nhận là bạn đã yêu mình rất nhiều, nhưng mà nếu mà chung sống với nhau có nhiều điểm nó sẽ không hợp tính nhau đấy. Ví dụ? Vì người ta thương mình, người ta yêu mình nhiều cho nên là người ta có muốn kiểm soát. Kiểm soát thì người ta vẫn trên mức tôn trọng, nhưng mà nhiều khi là bạn ấy cũng hay giận hờn nữa. Cái đỉnh điểm là như thế nào để mà nhây dư đến 6 năm thì mình mới quyết định chia tay? Mà em có cái mối quan hệ nào mờ ám thêm bên ngoài không? Mà nói chia tay để mà tiến với một người khác ấy, thì chắc chắn em không có. Nhưng mà em cũng lạng lạng lướt lướt. Nói chuyện thân với bạn nữ thì trước đó là có một bạn và em thấy như thế là không đúng ạ. Em đã dừng lại, nhưng mà chỉ là ở mức là bạn gọi là nói chuyện thân mật một xíu thôi. Em chia sẻ thẳng thắn, cái đó là chắc chắn là gây sai rồi. Khi mà tình cảm yêu nhau quá lâu rồi ấy, thật sự ra là mình cũng không còn cảm xúc quá nhiều nữa. Bây giờ em mốt em lấy vợ rồi, ở với vợ cả đời rồi, lúc đó em cảm nhận ra rồi em không còn cảm xúc nữa rồi, làm thao. Cảm xúc là mình chỉ còn thấy thương người ta thôi, còn yêu thì vẫn còn yêu nhưng không đủ lớn để mình tiến tới hôn nhân ạ. Em dừng lại, mỗi người cũng sẽ có một cái bước tiến mới thôi. Buồn một thời gian nhưng bạn ấy cũng có người yêu mới, bạn ấy thay đổi rồi, bạn ấy sống tốt hơn rất nhiều ạ. Đó là bạn nó may mắn thôi, chứ nhiều khi có những người mà trong một cái mối quan hệ 6 năm khi buông ra người ta không còn cơ hội nữa thì làm sao. Nhưng mà bây giờ bản thân em thì thấy như thế nào? Đương nhiên cũng bình ổn rồi mới lên đây đúng không? Dạ. Thế em mong muốn tìm một người như thế nào? Về tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền. Hai đứa thì nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ thì thật sự em cũng rất vui vẻ, rất không nhạt đâu, em cũng khá mặn. Không nhạt đâu, mặn lắm hả? Khá mặn nữa. Khá mặn luôn. Nhưng em có chắc em là người chung thủy không? Em nghĩ là em đủ nghiêm túc, đủ chín chắn để em khẳng định em là người chung thủy. Nghiêm túc với chín chắn thôi chứ còn chung thủy là không nha. Em có nghĩ em là người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em là người chung thủy. Cũng không luôn nha cưng. 99.9% đàn ông trên cuộc đời này không ai chung thủy với vợ cả. Còn 1%, 0.1% còn lại là họ chưa có cơ hội để làm điều đó, chứ không có ai chung thủy cả nha. Trời ơi, bởi vậy chị từ nữa nghĩ bi quan vậy. Không có bi quan. Không hề bi quan mà đó là sự thật nha mấy em. Có nghĩa là người đàn ông, xích ra để tôi nói chuyện với hai cô gái. Có nghĩa là mình tìm được một người con trai đàng hoàng, nghiêm túc, có đạo đức, có trách nhiệm, và mình cảm thấy hợp gu, hợp cạ thì mình quen, mình lấy thôi. Chứ đừng bao giờ tin tưởng rằng cái người đàn ông đó chỉ có một mình trong cuộc đời. Đó là các em ảo tưởng nhé. Mình hãy nghĩ đến những mặt tốt của đàn ông, là anh ấy cũng tốt với mình, anh ấy làm về lương đưa cho mình, anh ấy yêu thương vợ con, chăm sóc mọi thứ, thôi kệ vậy được rồi. Đó là quan điểm của chị Tường. Không. Chứ đàn ông là người tốt rất nhiều. Thí dụ như không, anh. Không hề. Bây giờ chị Tường quy định kiểu vậy là giống như là sẽ có một cái ngày nào đó anh sẽ có cơ hội để mà phản bội. Cơ đúng. Hội gì đó, làm sao có chuyện đó được. Có rồi. Một khi mình đã chuẩn đường lối thôi. Có rồi. Đó là quan điểm của chị Tường. Chị sẽ theo chị Rình em và chị sẽ cung cấp thông tin cho Lâm Tử Dạ. Thôi bây giờ tới chuyện tình trường của em nè. Dạ em đã trải qua 3 cuộc. Dày dặn kinh nghiệm, yeah. Mối tình đầu tiên của em là khi em học lớp 12. Quen bạn đó học khác lớp nhưng mà cùng khóa. Quen biết là do đi tập văn nghệ chung đó. Tụi em quen nhau nó đẹp lắm. Nó đúng kiểu trong sáng của thời học sinh luôn. Mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em quen vào đúng mùa thu. Cái đợt mà mùa hoa sữa ở ngoài Bắc á. Nó đẹp lắm luôn. Cái trường của em ở giữa thì con đường của em đi hướng này, còn con đường nhà bạn thì đi hướng ngược lại. Tại ra trước á là bạn đợi em lấy xe ra, sau hai đứa đi hai cái xe đạp điện xong trên cái con đường hoa sữa đó. Thơ đi mộng. Phim vậy? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Thì sao hết phim vậy? Cũng là do em mãi mê việc học. Hai mối tình sau này thì đều ở trong trường của em thôi. Trong trường sân khấu luôn. Dạ. Mối tình thứ hai là do em học năm 2 thì quen một cái bạn đó học ở khóa dưới. Anh em trong trường gặp nhau hoài, xong rồi tập bài rồi góp ý đi trong trường vòng vòng gặp nhau thì biết thì quen thôi. Lại một bộ phim mới. Dạ không, đẹp. Cái bộ phim kéo dài được bao lâu? Hình như là cũng chỉ có vài tháng thôi ạ. Các bạn em cũng thuộc loại là người cảm xúc đó, cảm xúc dạ, nở tối tàn lắm đó. Em bị chia tay mà, chứ em đâu bị chia tay hả? Dạ đúng rồi. Cái này cũng có thể là do sai mặt cách lòng. Thời gian tụi em ở trên trường thì tụi em gặp nhau hoài luôn. Nhưng mà thi học kỳ 2 xong là để nghỉ hè á, tụi em thi xong thì mỗi người trời ơi, về. Nghỉ có 3 tháng hè là cách lòng rồi đó trời. Em thì về quê ở ngoài Bắc, còn bạn thì ở trong này có xích mích xong rồi bắt đầu ba mối tình không hợp. Không hợp.
Rồi, thôi cất. Rồi, mối tình cuối cùng nè. Vô mối tình thứ ba nè, nói lớn lên em ơi. Bộ phim gần đây nè. Bộ phim gần đây thì chia tay cũng hơn một năm rồi ạ. Rồi. Là dạ, do biết ảnh cũng là đi tập bài chung thôi. Dạ, cũng là bài... diễn viên luôn trong trường luôn ha em. Dạ đúng rồi. Sao chia tay? Có thể là do tụi em có khá là nhiều cái không hợp. Khi mà tụi em bắt đầu quen á thì nó rất là vui. Mà qua cái giai đoạn vui vẻ đó rồi là bắt đầu có nhiều cái xích mích. Bắt đầu có cái lộn. Do em gây chuyện thôi chứ không phải cái lộn. Khi mà mới quen thì anh gọi điện nhắn tin cho mình thường xuyên. Tự nhiên anh vô tâm á, em cảm thấy em bị... Ủa sao tự nhiên bị vô tâm vậy? Là em gọi điện, anh không nghe máy luôn. Em nhắn tin anh còn không trả lời. Sau thì cũng là xa mặt cách lòng. Nữa hả? Cũng là xa mặt cách lòng. Dạ, cái đợt trước là mùa hè, còn cái này là đợt Tết. Cũng nghĩ đợt Tết xong trời rồi. Ơi, mỗi lần em đi về quê thì em đi có nhiêu đâu, có một tháng hay gì mà cái lúc nào cũng xa mặt cách dạ, lòng. Dạ, cứ mỗi lần trời. Về quê là lại có chuyện ạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Là người tinh tế, giàu tình cảm, ga lăng. Ga lăng. Cao hơn em nè. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m63 thôi, em cũng thấp lắm. 1m63 thì 1m64. Em cao mét mấy? Là vô rồi. Em khoảng hơn 1m8 một xíu. Hơn 1m8, wow. Được chưa? Rồi chàng trai ghế xanh, em cao mét mấy? Thì em cao 1m65 là chị. 1m65, màu xanh 1m65, màu đỏ 1m8 trở lên, được chưa? Rồi bây giờ mình giao lưu với người thân nha. Chào hai em. Chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể khán giả xem truyền hình ạ. Em tên là Hùng, là em rể của anh Hoàng Việt. Hai chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi, có cháu nào chưa? Dạ, có một cháu ạ. Rồi, để anh còn bơ vơ vậy, thấy thương dễ sợ, không thương anh không? Hôm nay có hai cô gái ngồi bên bển. Thì theo như á là hai chồng em thấy cô nào có thể phù hợp với anh trai của mình? Cho vài nhận xét theo về hai bạn chồng em thì hai bạn nữ này rất là xinh, dễ thương. Nhưng theo cái quan điểm cá nhân của em. Cá nhân của em ha, rồi. Em thấy bạn ghế xanh này thì phù hợp hơn với anh Việt ạ. Rồi, đó là mới cá nhân em à. Chị tưởng em bạn vợ em rồi, còn em nói cá nhân em thì chị sẽ hỏi thêm ý kiến của vợ em nữa. Em cũng chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể các khán giả ở đây. Em làm gái của anh Việt thì anh Việt tính hạnh rất là hiền, rất là thật. Em thấy bạn gái mặc váy trắng và ghế xanh thì có vẻ như tính cũng hiền hậu, hợp với tính của anh của em. Vậy là hai vợ chồng cũng cùng quan điểm ha. Vậy thì chị cũng hy vọng một lát nữa thì hai bạn đó sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hy vọng là hôm nay sẽ có cái gì đó nó vui vui ha. Rồi, có gì thì tối biết đâu cả nhà bốn người đi ăn cơm tối ha. Tạo điều kiện cho anh nha. Nhớ đẩy đẩy anh chút xíu, anh hơi nhút nhát. Cảm ơn hai vợ chồng. Rồi mời em trai. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Thiết, năm nay 28 tuổi, bạn thân của bạn Hiếu. Theo cái gu của bạn Hiếu thì em thấy cả hai bạn đều hợp. Trời ơi, gu bạn Hiếu. Bạn tại sao có chuyện gu đó mình nhỉ? Mình có dễ tính quá không nhở? À, mình có dễ tính quá không nhỉ? Em sẽ ưu tiên về bạn nữ ghế màu xanh. Trong khi bản nhân thân em thì thấy hai bạn, bạn nào cũng hợp gu hết trơn, gu Hiếu hết trơn. Thì gu của bạn Hiếu thì bạn thích người trưởng thành và nhìn mặt hiền hòa. Nên là em thấy bạn ghế màu xanh là phù hợp. Bạn bao tuổi nhỉ? Hả? Bạn ghế màu xanh. Bạn ghế màu xanh nãy nhiêu tuổi Đạt? 30 à. À 30, 30 bạn à? Muốn lấy chồng rồi đó. Thì đó, thì hôm bữa hổm là chia tay là tại vì ông kia không bên chịu. Bên kia không chịu cưới đó. Cảm ơn em những cái bữa này ý kiến vô rất trình là này. Chân thành và chính xác ha. Và bây giờ không để quý vị chờ lâu, để cho các nhân vật chính người ta gặp nhau, người ta trò chuyện. Mở cửa trái tim. Đầy xiết sao khi ta gặp nhau. Từ từ anh một. Ưu tiên cho anh 35 tuổi rồi, ưu tiên ảnh đi em. Hôm nay em tới đây có hai cái bó hoa tặng cho hai bạn nữ. Với lại có một trái tim ấm áp. Có một trái tim ấm áp nữa Dạ. Hả? Mạnh dạn lên nha. Dạ anh tặng em. Đó. Bạn nữ. Mình trái tim ấm áp bỏ đâu? Trái tim ấm áp. Dạ, trái tim ấm áp em sẽ bỏ cho bạn này. Trời ơi, mạnh mẽ rồi. Được rồi, cái thiệp nó dành cho bạn này. Được, dễ thương. Mạnh được á, được á. Làm bớt mồ hôi chán đi nè. Chấm mồ hôi đi nè. Trời ơi. Có ống heo luôn. Cứ làm đúng trái tim mình mách bảo nha. Muốn gửi đến em nữa. Một món quà để mình gặp nhau. Dạ, em cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Nhưng mà trong đó có tiền không ạ? Không có tiền cũng không có info. Info em sẽ tự xin được. Cái gì nói gì bên đây chị không nghe. Không có tiền cũng không mình có món quà thôi, lần đầu mình gặp nhau ha. Không biết là bạn ở Buôn Mê Thuột thì bạn ở đâu nhỉ? Buôn Mê Thuột luôn. Thành phố hả? Dạ. Mình ở Cần Năng 47E1 ha. Dạ. Rồi mình để đây nhá. Nhưng mà còn con chim cánh cục đó sao ạ? Dạ, cái này em quý chị Cát Tường từ rất lâu rồi. Trời ơi, dễ thương. Em thấy chị Cát Tường rất là dễ thương, mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi. Em...
Ủa giờ tặng luôn rồi đó hả? Ừ. Nói như sau khi làm chị tổn thương nhẹ cái là em tặng liền á phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn dạ, em. Ơi các bạn nữ hình như chị thấy cũng có quà, các bạn đã muốn tặng chưa? Dạ em tặng sau chương trình được không ạ? Được. Chương trình đúng không? Dạ. Em tặng đi. Em muốn tặng hả? Thôi tặng đi em. Đối với chương trình thì em muốn tặng hai anh mỗi người một quyển sách. Quyển sách này có tên là Kiếp nào tôi cũng tìm thấy nhau. Là hai cuốn sách này đều giống nhau, chỉ là em để riêng hai cái màu thôi. Dạ. Dễ thương quá chừng luôn á. Cảm nhận của em như thế nào khi đầu tiên mở cánh cửa này ra? Em cảm nhận thì hai bạn nữ xinh, bạn nào cũng dễ thương. Bạn nữ ở ghế xanh thì có vẻ trưởng thành, còn bạn nữ ở ghế đỏ thì baby cute. Em có rung động, có xao xuyến gì trong lòng chưa? Có thấy bồi hồi xúc động gì chưa? Em nghĩ là mình vẫn đang ổn. Rồi. Đây, anh làm cho em xao xuyến cho. Tại vì mình học trường sân khấu á, mình cũng phải có năng khiếu là ca hát được chứ hả? Dạ không, em hát dở lắm ạ. À múa? Dạ múa cũng dở luôn ạ. Nhưng mà anh nhớ trong bài học ở trong trường á, là sẽ có một phần thi là mình phải đóng vai một con vật. Hôm đó em đóng vai gì, con gì? Anh nói về phần hình thể đúng không ạ? Đúng rồi. Hình thể thì em nhớ là em đóng vai con mèo. Đóng vai con mèo thì ngày hôm nay em đóng vai con mèo cho anh coi đi. Con mèo thì tính nó hơi chảnh trẻ, nó hơi... Một mèo sang chảnh đúng không? Đúng. Rồi, đâu, đóng vai mèo sang chảnh anh coi coi. Đang diễn con mèo đang ngồi trên ghế nè. Rồi. Trời, nhìn con mèo đang ngồi trên ghế hả? Bình thường là con mèo đó tay chân nó ngồi chứ nó đâu có ngồi như vậy đâu. Thì em diễn bình thường thôi. À. Rồi. Liền. Hay quá. Dễ thương quá trời luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một số những cái câu chuyện để mình có thể mình hiểu nhau được nhiều hơn. Chị đưa ra một cái chủ đề, các bạn quan điểm như thế nào về cái chuyện làm dâu, chuyện đám cưới? Đâu em nói trước thử coi. Sau này mà có tiến được với nhau về hôn nhân thì em nghĩ là bạn nữ đó nếu như mà làm dâu được thì rất là tốt. Hiện tại thì em ở chung với ba mẹ, nhưng mà hiện tại thì gia đình cũng có nhiều người, tại vì anh chị với lại em gái thì ở riêng hết rồi. Khi mà về chung gia đình rồi thì cái vấn đề về công việc, gia đình hoặc là những cái điều gì mà cần giải quyết với nhau thì mình trao đổi với nhau và đưa ra cái ý kiến là chung nhất. Hỏi thử ý bạn gái coi, bạn gái có cùng cái suy nghĩ với mình như vậy không? Bạn chào bạn thân, em có bạn thấy là cái quan điểm của anh như vậy có phù hợp không? Em có chịu làm dâu không? Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đám cưới xong rồi làm dâu thì em thấy sao? Cái đó thì em cũng rất là đồng ý với quan điểm đó. Tại vì em thích ở chung với gia đình. Có nhiều người thì sợ ở chung với ba mẹ chồng, nhưng mà em lại thích ở chung với gia đình. Em thích trong gia đình có ông bà, rồi có con cháu này kia. Em quay quần lắm, em thích cái không khí của gia đình. Em không ngại làm dâu đúng không? Dạ đúng. Quan trọng do hai người như thế nào, họ có sống hạnh phúc với nhau hay không thôi. Trao đổi qua đây nè, hai chàng trai bên đây nè, nói cho người ta nghe chứ đừng nói cho anh Đạt nghe. Thế là không đôi vậy? Khi thì sẽ có những cái xích mích mà mình không muốn tới, thì cái đó không thể nào tránh được. Nhưng mà quan trọng là hai vợ chồng cùng nhau vượt qua được thôi. Em ở đây làm dâu rồi gì? Quan niệm làm dâu thì mình thì chỉ có còn mẹ sống ở Đắk Lắk thôi, thì cũng mong muốn là sau này là đón mẹ vào trong đây. Nếu mà bên đàn gái á, mà vị trí địa lý nó ở xa, ví dụ ở Đắk Lắk hay ở đâu, ở quê bạn ở đâu đó chẳng hạn, hai cũng ăn. Nếu mà yêu nhau rồi thì ở trong đây, sau cái điều kiện thì các cái dịp lễ về quê ngoại chơi cũng mình nhiều dịp mà mình chủ động, nếu chủ động thời gian thì mình sắp xếp nhiều dịp. Còn mẹ mình thì người rất hiền, thoải mái, không có đặt nặng vấn đề làm dâu đâu. Hai người cưới nhau về thì làm dâu thì em có bị e dè hay là em muốn là khi mà cưới nhau về thì cái gì nó sẽ thoải mái hơn, quan điểm em như thế nào? Em cảm thấy là nếu như mà được ở bên cạnh người mình thương và người đó hiền và cũng như là mình chăm sóc họ thì cả gia đình cùng chăm sóc nhau thì tốt. Đúng rồi, em cũng muốn là bố mẹ của vợ mình tương lai thì cũng phải là như bố mẹ mình. Mình cũng phải có cái sự quan tâm, mặc dù là cái khoảng cách địa lý nếu mà nó chưa cho phép không tốt, chưa dễ dàng á, thì mình cũng có nhiều cách quan tâm khác. Nói một chút xíu nữa về cái việc hẹn hò đi, tại vì hai bạn trai của mình đang ở cách xa tụi mình khoảng 1 tiếng rưỡi đường chim bay, nãy chị có nói rồi đó. Bây giờ tạm thời là mình cứ hai cặp vậy đi, rồi có chuyện muốn bấm ai thì các bạn bấm là quyền, tại vì chúng ta đến đây là chúng ta mỗi người đều có cơ hội như nhau. Các em nghĩ là nếu như mà bây giờ hẹn hò nhau thì các em sẽ sắp xếp như thế nào? Cặp ghế xanh nói trước đi. Tại vì hiện tại là em đang có cái xu hướng là em hướng thích bạn Hân hơn, tại vì bạn Hân cái tính tình cũng như là cách nói chuyện như là em cũng thích cái kiểu người tương tự như em rồi bạn Hân. Dạ
Ông thì... hiền quá à. Bây giờ vô chị Tường đã cho vấn đề, bây giờ chuyện hẹn hò thì bây giờ là tính sao? Một tuần có thể gặp được nhiêu lâu, em có e ngại nói người ta đi vậy đó, em muốn như thế nào bây giờ? Khoảng cách 1.5 tiếng cũng không có xa đối với em. Anh khoảng cách 1.5 tiếng đối với anh không có xa. Anh có thể sắp xếp một tuần 2 lần. Hai lần em. Nói em có muốn, em muốn có gì điều yêu cầu gì thêm ở anh không? Em có muốn yêu cầu gì về anh đâu. Ví dụ bây giờ em có bạn trai thì em mong muốn là bao lâu gặp nhau một lần? Nếu em muốn hẹn hò với bạn trai thì em thích hẹn hò ở đâu? Mình có thể là gặp nhau 1 tuần 2 lần, còn hẹn nhau thì có thể là ở quán cà phê. Là em muốn như là người ta phải đến đưa đón chăm sóc, hay là nếu như bạn trai em có đau ốm bận việc thì em có thể chủ động đi thăm bạn trai của mình hay không? Dạ có, tại vì khi mà mình yêu nhau thì mình sẵn sàng làm chuyện đó. Ừ, thôi cặp xanh này ở chung nhau không được đâu, ở chung hai người không người nào nói hết trơn rồi sao? Rồi nhìn nhau thôi hả? Chắc hành động không quá chị. Rồi, tới cặp đỏ. Em muốn tương tác với cả hai bạn. Được. Dạ. Vậy được chứ. Anh hỏi em trước ha. Dạ. Anh có câu hỏi này anh muốn hỏi em ấy. Nếu dạ, ví dụ anh với em mà bấm nút tìm hiểu nhau vào mình hẹn hò, bản thân anh ví dụ thôi, anh sẽ tỏ tình vào ngày 1 tháng 4. Em thấy điều đó em có cảm nhận điều đó hay là như thế nào em? Ví dụ em trường hợp em đang có cảm tình với anh. À, nếu mà trường hợp mà em mà có cảm tình với anh khi mà anh tỏ tình như vậy thì cái điều đầu tiên là cũng sẽ vui. Không cần biết đó là thật hay là giả, nhưng mà nếu mà mình đã có cảm tình mà người ta đã nói, mặc dù nó là lời nói dối thôi cũng được. Đôi khi thì tự lừa bản thân mình là ảnh sẽ thích mình. À, em sẽ giải quyết cái vấn đề đó thì em sẽ nghiêm túc em hỏi lại là thiệt hay không. Có thể là để ngày sau đó là hết ngày cả tháng 4, là ngày 2 tháng 4 em sẽ hỏi là anh có thích em thiệt không. À, còn nếu anh nhá, ngày nào cũng được hết, ngày cả tháng 4 thì chắc chắn những cái lời về tình cảm như thế thì chắc chắn phải là nói thật. Em muốn tương tác với thêm bạn một cái xanh một xíu. Rồi, hay quá. Quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Những cái ví dụ xung đột về sau này có hẹn hò hay là có ở với nhau ấy, cãi vã, bạn có đặt niềm tin vào con tim mình nhiều không hay là bạn theo lý trí? Phụ nữ thì thường thường là cảm xúc đúng không, nhưng mà mình nhìn bạn chín chắn này cho nên mình mới hỏi như thế. Nếu như mà em yêu người đó thì em sẽ bỏ qua những tật xấu của người đó, nếu mà cãi vã thì có thể nhanh chóng làm hòa. Cãi vã thì cho qua. Dạ đúng rồi. Trong một cuộc cãi vã, bản thân mình cảm nhận nhé, trong một cuộc mình ở với nhau thì có những cái nó không hợp. Ví dụ sau này sẽ có những cái trường hợp không thể mà hòa hợp với nhau được, và từ chuyện nhỏ nhiều khi nó sẽ xé ra chuyện to, không nhường nhịn nhau ấy. Nhưng mà người đàn ông mà nói ra lời xin lỗi hay là cứ nhận thiệt về mình ấy thì cũng chẳng giao hết. Rồi sau này sẽ có một cái dịp nào đó bạn gái mình nguôi cảm xúc đang bực bội trong người lại, thì lúc đó mình có thể thổ lộ bằng tất cả tấm lòng, bằng tình thương của mình. Quan điểm tình yêu của mình đó là mình không chạy theo tình yêu, mình không cầu xin một chút tình cảm từ nơi bạn nữ. Thứ mình muốn là trao cho bạn nữ đó tình yêu to lớn này. Bây giờ thì Tường muốn các bạn sẽ thử cảm xúc với nhau. Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn nam có cơ hội để được tiến lại gần hai bạn nữ. Mỗi người sẽ có hai cơ hội như nhau. Bây giờ em sẽ bước qua và em xin phép nắm tay hai bạn gái, có một cái sự tiếp xúc để chúng ta biết luồng điện âm với luồng điện dương này nó có thích nhau hay không, hay là nó đẩy ra. Mời em trước. Anh kia anh hơi nhát, để cho dạ, từ từ anh làm sao em. Đi em xin phép mọi người ha. Xin rồi phép. Đây anh xin phép anh nắm tay em ha. Cầm tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Nhớ tên bạn gái không? Dạ. Em hơi run cho nên không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ bạn này sinh năm 2000 đang làm. Em tập trung về cái con người hơn ạ. Tên thì em hay quên ấy. Không biết là cầm tay em có cảm xúc gì không? Dạ có một chút chút. Có một chút đấy hả? Dạ. Em có ấn tượng gì về anh không? Em ấn tượng là giọng anh rất là hay. Em luôn bị ấn tượng với những người có giọng nói hay, trầm ấm. Anh cảm thấy em xinh gái. Dạ cảm ơn. Tương lai em thì cũng rộng mở ấy. Vui vẻ nhá. Dạ. Rồi, mình xin phép là nắm tay bạn ha. Nắm tay theo kiểu tình cảm một xíu nhé. Bạn có cảm nhận gì không? Tay anh không? Chắc là do mình mới bị Covid khỏi được một tuần. Một tuần rồi ạ. Em xét nghiệm âm tính rồi. À. Dạ. Còn có cảm xúc gì nữa không ạ? Hơi run ạ. Ừ đúng rồi, mình đang hơi run. Và em cảm ơn chương trình. Rồi, hay quá. Cơ hội đó em cờ tới tay là phất đi em ơi, phất lên. Nè, cái khúc này nè. Cờ tới tay là phất dạ, đi. Dạ, em đi bên này với bạn nữ bên này trước và bạn nữ như sau. Rồi. Dạ. Cho anh nắm tay nhé. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh là một người rất là trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm. Anh cũng là một người đã trưởng thành, và anh nghĩ là bản thân của anh là điểm mạnh là cái sự chung thủy và sự trách nhiệm trong trách nhiệm cho gia đình. Cảm ơn anh. Tắt rồi. Cho mình làm tay. Đi cũng rón rén. Gì vậy? Dạ. Anh cảm thấy là em là một cô gái dễ thương, rất là hiền và rất là hiền giống anh.
Anh cảm giác như là em là một người rất là đáng tin tưởng, có một nét thùy mị. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất giống như là mọi người lý tưởng của em. Mọi người lý tưởng của em. Ôi trời ơi! Anh rung quá, cảm ơn em. Rung quá, cảm ơn em. Anh rung quá, cảm ơn em hả? Vậy? Rung quá chị ơi. Trời ơi, trời ơi, gì vậy? Tỉnh đi, ổng xỉu bây giờ đó. Rất chân thành. Rung quá chị ơi, nắm tay chị Cát Tường không có rung ha. Bắt tay cái rồi, chúc hôm nay may mắn nha. Hết rung chưa? Đỡ hơn nhiều chưa? Đỡ gì. Rồi, chị truyền cho em chút động lực đó nha. Kính thưa quý vị, đã có quá nhiều cái cung bậc cảm xúc cho các bạn. Đây là cái giây phút các bạn lắng động lại và đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm với hai màu sắc, xanh và đỏ. Mình thích người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm vào vị trí ghế màu đó. Mời Đạt. Các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc, tình yêu đủ lớn thì sẽ tiến đến hôn nhân. Tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền, hai đứa thì nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ. Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới, vui vẻ, hòa đồng được. Dạ. Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đồng ý với quan điểm đó, tại vì em thích ở chung với gia đình. Và bấm. Hết giờ. Và chúng ta có một cặp đôi ở ghế màu xanh. Yeah, chúc mừng các bạn. Tại sao em không bấm ai hết? Dạ em tôn trọng cảm xúc của chính mình và em cầm tay hai bạn thì em cũng có run, nhưng run vì em lên sân khấu chứ không phải run phải cầm vì con tim em. Thế còn em hôm nay tại sao em lại không chọn ai hết? Dạ, thật ra thì khi mà nói chuyện với anh, em rất là quý hai anh. Em thấy hai anh có sự trưởng thành, nhưng mà em quyết định không bấm là tại vì em trong 5 giây em suy nghĩ là tại vì em chưa sẵn sàng bước cho một mối quan hệ mới. Mời các bạn tiến lên phía trước, đi qua bên kia đứng. Đó, em. Chưa cho nắm tay luôn này chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chứ không phải nắm tay chị Tường nữa, nắm tay chưa, trời chặt rồi đó. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Hiện tại là em rất là vui, tại vì em hôm nay em có vẻ như em tìm được một bạn nữ rất là phù hợp với cả suy nghĩ của em và suy nghĩ của bạn nữ nữa. Em hy vọng là sau chương trình này thì tụi em sẽ có một những cái buổi hẹn hò thú vị và thực sự là sâu sắc. Bờ môi này vẫn còn chín chắn kìa. Đúng rồi. Nói đi. Phụ nữ mà người ta cho hung á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hung, người ta hơi né nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hung được. Mừng liền, ta đã nói rồi, sao chị Tường nãy chỉ rồi. Wow. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, mọi người thấy không? Tình yêu rất là đẹp đúng không cả nhà? Chúc cho các bạn mặc dù là hôm nay chưa tìm được một nửa trong chương trình, cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Tặng em. Kính thưa quý vị, và cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một cái gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi không kết nối được với nhau, các bạn cũng đừng có lo. Chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cùng Speak Couple. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha.
Các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.